hòn nó cấm. Gần đây chở xăm này mọi người này. Bỏ đồng với bột này, có đường không chị? Dạ. Có hả? Trôi đồ của mẹ hả? Mẹ không dọn đồ đi à, đang để trôi. Bà con đi chợ về. Gái à, bọn con gái là mẹ có treo hả? À, treo nghe đúa. Dạ. Yeah. À, cái khô này về làm món gì ngon anh hả? Ờ... Con khô à? À, rim, rim, rim đường hả? Dạ, đường bạn ăn hành lá. Rồi. Sao nữa là dịch chứ, nếu mà mưa là ngon nữa, khó cấm. Bên kia là bún riêu đó chị hả? Heo cua gì? Heo cua, heo chả cua. Bún mắm nêm cũng có luôn, chị cũng có hết. Rồi chị em lấy cái này trước lại nhá. Trân trọng mến chào bà con cô bác chị về thăm chợ Sam mọi người nhé. Đây chợ Sam này nằm ở Phú Mỹ, Phú Vang, Huế. Bà con cô bác chị đang đi vào cổng chợ này. Sáng nay chợ Sam rất là nhộn nhịp. Ở đây là cái khu vực phía trước chợ. Nhà chợ Sam sáng nay chúng ta đi vào bên trong để chúng ta xem này, chợ Sam sáng nay có gì mọi người. Nghèo bán đậu hũ. Có ngập à? À lên cao lắm hả? Trôi đồ hết luôn à? Trôi đồ của mẹ hả? Mẹ không dọn đồ đi à, đang để trôi. À. À. Trôi đồ hết rồi. Dạ. Mẹ kê tua chứ. Cái chợ mình nó thấp mẹ. Dạ. Mình đi vào chợ. Khám phá ẩm thực tươi sống mà mọi người chứ. Chợ cá buổi trưa lúc này cũng khá là trưa rồi, bà con đồ còn hàng cũng khá là nhiều. Con mẹ đi chợ. Ai cũng đẹp cả chứ. Cái này tiếng vịt à chị? À một cá là bao nhiêu tiền hả chị? Cái bằng à. Ngày mà ba con hồ rơi là ít lắm, là chỉ có 5-70 năm, 2000 là nhiều rồi. Dạ, dạ. Cái này người bán thì nhiều, người mua thì ít. Dạ, người bán thì nhiều, người mua thì ít, mà thời gian quá khó đi làm tạm làm có cái quần nhậu cũng đồ bá ngoài ra mình đó hả? À cá ngoài ra bắt luôn. Cá này gọi là cá chiêu hả? Dạ, cá đi là cá chiêu, con cá đi là cá đối. Đối à, cá đối này. To hả? Tính theo chỗ. Chợ quê. Em qua bên bên Mỹ luôn anh ơi, cho răng khổ đi. Răng khổ đi. Mình vừa như khổ hơn mình nữa. Răng khổ đi. Chợ Sam. Mỹ Lam, chợ Sam. Bà con đi chợ khám phá ẩm thực tươi sống của ngôi chợ làng quê. Khung cảnh ở trong chợ khá là đông đúc đó mọi người.
đó còn sống luôn. Trẻ ấy trẻ sam lần đầu tiên mình đi trẻ sam. Bánh này bánh gì đó? Lọc. Lọc. Mèo nước. Anh là bánh chè. Dạ chào mẹ. Rau này mẹ từ trong luôn hả mẹ? Rau này mẹ từ trong rồi hả? Trong chưa dùng đi đâu bỏ. Đua hả? Dạ. Rau mẹ qua đua. Mẹ qua thì đúng mẹ em vơ rau bỏ đây. Mẹ qua đua sau chút là mẹ lên mẹ vơ rau vắng hả? Mẹ mua gà con đó. Dạ. Ngày xưa có treo à? Giờ năm nay mẹ bao nhiêu tuổi rồi? Tầm mới là tầm 1 rồi. Tầm 11 rồi. Dạ. Vẫn chạy này. Dạ. Hết thuốc quá mẹ. Dạ. Hết quả đua mẹ. Đam mê quả đua. Nửa thế mẹ đi treo ghe. Ngày xưa có đua ghe nữ mẹ có đua không? Nửa thế mẹ mới ở treo nè. À. Té á, con gái á. À. Bồi con gái là mẹ có treo hả? À, treo ghe đua. Dạ. Dạ, giờ cũng lớn. Năm mốt năm hai rồi. Mà mẹ con đam mê coi là giỏi rồi. Vớ mà chạy đi. Dạ. Vớ mà chạy đó mẹ. Vớ đó em bỏ đi. Dạ mẹ ơi. Có chị Hiếu ở bên Cali gửi tặng mẹ 200 mẹ ấy. Dạ. Dạ tặng mẹ 200 điểm đi. Dạ dạ. Dạ, bao gạo bữa nay cao mẹ nè. Gạo bữa nay cao. Dạ. Dạ. Dạ mẹ có làm ruộng không? Nhà mẹ có làm ruộng. Cha rồi. Dạ, dạ rồi con cảm ơn mẹ nghe. Dạ. Dạ. Đi vào bên này trong. Dạ dạ dạ, để con vô trong này tí. Không gian chợ khá là đông đúc. Đặc sản xứ Huế mọi người. Mua cá khô anh. Cá khô anh. À, cá khô này về làm món gì ngon anh hả? Cá khô à? À rim đường hả? Rim đường hoa bỏ bắp khế. À bắp khế. Chua. Dạ. Còn ngon hả? Trời mưa là lần này ăn này ngon hết. Món chấm nắng. Dạ. Rồi cảm ơn anh nhé. Rồi đây là cách làm bánh chuối đây mọi người. Cái là một trái hai trái gì? Một trái hả? Một trái. Em thì xong rồi bỏ trong cái bột này hả? Có đường không vậy hả? Dạ. Có hả? Đường. À không đường. À ngộ là không đường. Ở trong này có cái hạt gì đó chị hả? Mè đen. Mè đen hả? Ừ. À. Mè đen thơm. Là thơm thơm vậy. Mè đen với lại gọi là bột, nó bột gì hả? Bột nó khá nhiều là bột. À nhiều là bột. Bí quyết hả? Ra cái bánh như này. Ủa à. Nhúng hai lần luôn chị? Hai lần để cái bột. À, cũng nhanh đó, chị phải làm nhanh đó. Tại vì
ngon lành lắm. Rồi cảm ơn chị bé nhé. Bây giờ không gian bán thịt, bán đặc sản Huế mọi người. Đây. À dạ. Đang im. Vui. Dạ đúng rồi, má nó mất vợ mà vui. Dạ. Hôm nay vui. Dạ. Ngọc Bích. Dạ dạ. Bạn hành lá. Rồi bán hàng. Ok. Hành lá 1.000. 1.000. 1.000 USD. USD. Dạ, ok. Để đây đứng tốn bì nè. Đừng tốn bì, đừng tốn bì nè, để tốn thêm cái bì. Ok. Đó, mấy o vui không mọi người? Dạ, vui. Mấy o đi chợ cái màu vui. Thích đi chợ lắm. Con bán gì vui. Không biết bán được không nhưng mà thấy vui là được. Dạ. Rồi, cảm ơn con nghe. Ôi là bị tỏ hồ, mua một cái khô quy nế. Được không? Chị bác hề. Mình thấy chợ nhỏ nhưng mà cũng khá là đông vui mọi người nhé. Sắm này kèm theo cái lễ hội ở gần đây nữa cho nên là không khí khá là đông. Đây là chiếc cầu gần đây chợ Sam này mọi người này. Bà con đi chợ về. Rồi đến đây mình cập nhật cái tình hình thời tiết tại Huế cũng như là cái chợ Sam sáng nay mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.